Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu, từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ hai 9 tây tháng giêng năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm qua ở tại Brazil đã có một sự kiện chưa từng thấy giống như ở tại Hoa Kỳ ngày 6 tháng giêng năm 2021. Đó là hàng ngàn người đã bạo động tràn vào ba cái cơ quan của Brazil, đó là Quốc hội, Tối cao viện và Dinh Tổng thống, để mà phản đối cuộc bầu cử vào tháng 10 vừa qua và muốn khôi phục cựu Tổng thống Bolsonaro lên làm nắm quyền. Thưa quý vị, nhiều người đã bị bắt. Cảnh sát cho biết là ít nhất là 200 người bị bắt. Và sáng nay thì Tổng thống Da Silva nói rằng ông sẽ trừng phạt những người này. Và Bộ trưởng Tư pháp của Brazil cho biết là đây là một hành động khủng bố và là âm mưu lật đổ chính quyền. Và cảnh sát bây giờ đang bắt đầu truy tìm những ai mà trả tiền cho những chiếc xe buýt chở những người này đến thủ đô. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua thì Bộ trưởng Tư pháp cho biết các tòa nhà đã được kiểm tra và có dấu hiệu cho thấy là những người này phá hoại, và họ lấy cả dấu tay cũng như có hình ảnh của những cái người mà tham gia. Những người coi như là bạo động đã đập phá, vô leo nóc nhà tòa nhà Quốc hội. Như quý vị thấy trên màn hình đây, họ mặc áo vàng và áo xanh và mang cờ Brazil. Ở tại Tối cao Pháp viện thì người ta thấy là cái cảnh những người này đập phá, họ dùng cái hàng rào, họ đập cửa kính y chang như cái trường hợp mà ngày 6 tháng giêng ở tại Mỹ, người ta cũng đập cửa Quốc hội ta vô. Còn đây là những cái người mà người ta xịt lên, xịt sơn lên tòa nhà Quốc hội. Ông Bộ trưởng của Tư pháp của Brazil cho biết là những người này sẽ không thể nào phá hoại nền dân chủ của Brazil. Chúng ta cần phải nói rõ rằng tất cả những cái này sẽ bị trừng phạt, và nói một cách rõ ràng như thế. Và chúng ta sẽ không chấp nhận cái cách mà bạo động hình sự để mà tiến hành các cuộc mà đấu đá chính trị ở tại Brazil. Một tội phạm phải bị trừng phạt và đối xử giống như tội phạm. Đó là theo lời ông Dino, Bộ trưởng Tư pháp của Brazil nói như vậy. Những người biểu tình như quý vị thấy đó, họ mặc áo vàng, áo xanh là cái màu cờ của Brazil và mang cái cờ quốc gia. Như vậy là họ đập bể cửa kính, họ lật đổ những cái đồ mà gọi là bàn ghế trong đó. Họ lấy luôn cả computer và cả những cái máy in quăng xuống đất. Họ cũng coi như là gỡ luôn cả cái bức tranh của họa sĩ Emiliano di Cavalcanti ở năm nơi tất cả, và quay những cái lật những cái bàn mà hình chữ U ở tại trong Tối cao Pháp viện, nơi mà các thẩm phán họp. Rồi họ coi như là đập bể cửa kính và họ đập luôn, phá hoại luôn cả cái bức tượng nằm ở bên ngoài Tối cao Pháp viện. Và cái tòa nhà ở bên trong thì coi như là bị phá hoại gần như là toàn bộ. Quý vị thấy đây những hình ảnh họ vào và họ lật, họ phá hoại ở trong đó. Đây chúng ta thấy ở ngoài quá trời người luôn. Cho đến giờ phút này thì theo cảnh sát cho biết, ngày hôm qua, chiều hôm qua tôi đọc có thể 200 người bị bắt, nhưng sáng nay cho Bộ Tư pháp cho biết là đã hơn 1.200 người đã bị bắt. Đó là theo cái thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp cho biết như vậy sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên cảnh sát thấy rõ là những người này họ hành động cũng không có mạnh mẽ như cái hồi mà bên Mỹ, họ đi vào chậm chạp từ từ bởi vì không có cảnh sát, cho nên là cảnh sát đã bỏ chạy. Họ cho biết là những người này đến bằng hơn 100 chiếc xe buýt, và họ cảnh sát trước đó đã đưa ra cảnh báo nhưng họ không nghe, và cảnh sát cũng không ngờ là những người biểu tình này đông đến như vậy, thành ra cảnh sát cũng bị kẹt. Sau đó thì cảnh sát có đưa coi như là lực lượng chống khủng bố, chống biểu tình, có xe vòi rồng và xịt hơi cay đến để giải tán đám đông. Coi như đến giờ phút này thì thưa quý vị, Tối cao Pháp viện của Brazil tạm thời đóng lại, và bây giờ các thẩm phán không có làm việc ở đây. Và một thẩm phán đã nói rằng những người này, những người phá hoại này không khác gì là chủ nghĩa phát xít mới, neo-fascism ở tại Brazil.
Và đây trên màn hình quý vị thấy là cảnh sát đang giải tán như thế này. À, sau đó chúng ta thấy là họ xịt hơi cay để giải tán. Rồi tình trạng này thì chúng ta nhìn nó làm chúng ta nhớ lại cách đây hơn 2 năm, 2 năm vài ngày thôi. Thì chuyện này cũng đã xảy ra ở tại Mỹ. Và thưa quý vị, đã có lúc cảnh sát phải dùng trực thăng Apache ở bay trên bầu trời để mà giải tán đám đông như quý vị thấy đó. Họ giải tán đám đông. Cái này nó khác, Mỹ thì không có dùng trực thăng. Nhưng mà ở đây thì cái sân nó rộng hơn là bên Mỹ. Cho nên chúng ta thấy cái số người nó tản mát ra không giống như bên Mỹ. Và chuyện này xảy ra như quý vị chúng tôi nói, đúng 2 năm vài ngày sau cái vụ mà tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, thì chuyện này xảy ra là 8 tháng Giêng 2023, như vậy là đúng 2 năm 2 ngày. Chúng ta thấy đó, đó là cái cảnh sát họ đi, họ dùng ngựa để họ đang giải tán kêu gọi những người này về. Như vậy là tương đối bên Brazil họ phá hoại như vậy, nhưng mà không thấy có vấn đề thiệt hại về nhân mạng hoặc là người hoặc là cảnh sát bị thương. Chúng tôi chưa nghe được tin tức đó. Nhưng mà ta thấy quá trời đông người luôn, thấy không? Nhưng mà được cái là chỗ này nó rộng quá, thành ra thấy nó tản mát ra. Và chúng ta biết là ông Bolsonaro vào trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 30 tháng 10 vừa qua đã thua ông De Silva, và hiện nay ông đang sống ở tại Florida. Và cho đến giờ phút này thì ông vẫn chưa có thừa nhận là ông thua cuộc bầu cử, mặc dù ông không có kêu gọi bạo động. Nhưng mà nhiều người ủng hộ ông thì vẫn nghĩ rằng ông sẽ trở lại. Đó là một trong những cái điều mà bây giờ người ta mới thấy rằng là nó có bạo động. Một người con trai của ông cũng là một dân biểu, ông Eduardo Bolsonaro, trong những ngày qua đã có nhiều cuộc họp với lại cựu tổng thống Donald J. Trump, cũng như ông Steve Bannon là một đồng minh lâu năm của ông Trump và từng là chiến lược gia của ông Trump, cũng như ông Jason Miller từng là cố vấn trong ban vận động của ông Trump. Có nghĩa là ông con trai của ông Bolsonaro cũng có mặt ở tại Florida và có cuộc họp với lại cái người mà bị tố cáo là chủ mưu gây ra cái vụ bạo động ở tại Mỹ cách đây hơn 2 năm. Thì bây giờ chắc là ngu tầm ngu, mã tầm mã của Hồng Long. Thêm rồi, những cái hình ảnh mà ở tại Brazil, thật sự mà nói thì đi vào những cái chi tiết thì nó cũng bạo động không kém gì cái hình ảnh mà ở tại nước Mỹ. Xin ban kỹ thuật xe mảnh laptop của tôi để chúng ta thấy cảnh những cái người mà gọi là biểu tình bạo loạn ngày hôm qua ở tại Brazil, là đánh luôn cảnh sát, có cảnh sát gọi là đây, cảnh sát lên ngựa bị họ kéo xuống đánh nhau. Cái này giống như trong phim thời Trung Cổ vậy đó anh Dũng. Không có khác hết. Rồi họ đánh đập cái người cảnh sát này ở đây, và cũng giống như 6 tháng Giêng ở bên Mỹ. Cũng giống y chang là như thế. Thì thưa quý vị, đó là cái đó là những cái gì mà các gọi là những người mà có mặt ngay tại chỗ họ quay cho trên và gửi đưa lên các trang mạng. Và cái chuyện mà những người mà biểu tình, thưa quý vị, họ cũng giống như ở bên Mỹ, cũng vào trong Quốc hội, leo lên bàn Quốc hội, ngồi giống như cái hình ảnh như đây, xin anh Thanh cho xem cái mảnh laptop của tôi, nó cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy, giống như cũng bên Mỹ. Giống như bên Mỹ ngày 6 tây tháng Giêng năm 2021. Khác chúng... còn cái là bên này họ tấn công cả vào cái gọi là cái gì, cái dinh tổng thống và tối cao viện. Đó. Bên Mỹ thì chỉ vào Quốc hội mà thôi. Nhưng mà trở lại với ông Bolsonaro, thưa quý vị, như tôi nói đó, cho đến phút này ông chưa có thừa nhận là ông thua. Và ông cũng không có nói là cuộc bầu cử gian lận, khác ông Donald Trump của chỗ đó. Tuy nhiên, ông và cái đảng của ông cũng đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử. Và đã bị tòa án, bị tối cao viện của Brazil bác bỏ. Tức là hơi khác chút xíu, ông Trump thì ông không có nộp đơn. Mà ông lên nói luôn bầu cử gian lận và không chịu thua. Ông Bolsonaro thì không nói thua hay là gian lận, nhưng mà nộp đơn yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử và nộp tối cao viện, bị tối cao viện, nghĩa là nhanh chóng hủy bỏ. Thì cái vụ này, cái cuộc bầu cử này ngày 30 tháng 10 thì kết quả nó có thể nói là sát nút nhất trong lịch sử của Brazil. Và cái này Brazil đó là, thưa quý vị, từng bắt đầu có bầu cử mà gọi là bầu cử bằng máy từ năm 96, cộng với lại cả bầu cử bằng phiếu bầu luôn. Thành ra đó là bao nhiêu cuộc bầu cử trước đây từ năm 96 giờ không vấn đề, chỉ có bây giờ mới có vấn đề. Đó.
Và cái người ta lấy làm lạ là anh Long biết tại sao? Tại sao ông Bolsonaro ông ở Brazil rồi mà vẫn có người làm cái chuyện này? Ông không ở Brazil. Ông xin lỗi, ở bên Florida, bên Florida. Dạ. Yeah. Tôi không biết nhưng mà tôi muốn cho mọi người xem thêm cái hình ảnh bạo động ở tại Brazil. Mang âm hưởng của 6 tây tháng riêng Hoa Kỳ nó cũng giống sống như vậy. Cũng có những cái cảnh mà người bạo loạn tấn công cái hàng rào cảnh sát đứng chặn họ. Xin ban kỹ thuật cho xem ảnh laptop của tôi. Đây chúng ta thấy nè, cũng giống giống như bên Mỹ. Thì các nhân viên cảnh sát rất là mỏng. Rồi đó, à, cũng phóng luôn. Đó, bị lao lên đánh cảnh sát, thấy không thưa quý vị? Cũng giống nó như cũng bên Mỹ. Giống như bên Mỹ. Là hồi nãy hình như anh Thân có cho mình coi cái cảnh mà họ cầm hàng rào, họ đập vô cửa khiến anh thấy không? Đó, đập cửa khiến. Ở tôi học viện cũng giống như bên Mỹ, họ đập vô cái tòa nhà. Đây là cái cảnh, là cái cảnh trực tiếp. Dạ. Và sau đó khi họ bước vào cái tòa nhà. Đây, cũng đập khiến đây, đập cửa khiến. Đó. Cũng ào ạt vào giống như là ở tại Mỹ mà chúng ta thấy. Có một cái điều chúng tôi thấy cũng khá thú vị, không biết anh Dũng nghĩ sao, tại sao họ không lựa ngày 6 tây tháng 8 học vậy mà họ lựa ngày 8 tây tháng 8, 6 tây tháng riêng. 6 tây tháng riêng là thứ 6, thứ 6 phải đi làm, chủ nhật nghỉ, tôi đoán là như vậy. Tôi đoán là vì chủ nhật nghỉ. Nhưng mà anh vẫn chưa anh không biết tại sao tôi, mà tôi không biết tại sao là ông Bolsonaro là ông đã rời khỏi Brazil. Mà người biểu tình ở đây họ vẫn nhào lên, họ gọi là làm loạn. Thì có làm loạn được thì ông Brazil chẳng lẽ bây giờ Hoa Kỳ gửi một cái máy bay nào đó gửi cho đưa ông về để chấp cánh hay sao? Thì cái sự làm loạn của những người Brazil này thì cũng có nhiều điều làm cho chúng ta cần phải cần có những cái câu hỏi và cái sự trả lời. Có lẽ chờ một thời gian chính phủ Brazil điều tra. Nhưng mà tuy nhiên trong cái chuyện của người Brazil nổi loạn hôm qua cũng đưa cho chúng ta một số cái vấn đề. Câu chuyện ra sao xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.